chỉ trong vòng một tháng, Nhật Bản đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam. Cụ thể, trong báo cáo về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 tháng năm 2022, tổng vốn đăng ký của Nhật Bản vào Việt Nam mới chỉ đạt 1,9 tỷ USD, xếp thứ 3 trên tổng các đối tác đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, trong báo cáo thêm đến tháng 10 thôi, tổng vốn đăng ký của Nhật Bản vào Việt Nam đã tăng lên mức 4,1 tỷ USD, vượt Hàn Quốc để đứng thứ 2 trên tổng số các đối tác đầu tư vào Việt Nam. Hi hi! Xin chào các bạn! Hôm nay, các bạn có gì muốn kể cho Ad không? Ad thì luôn có nhiều nhiều điều muốn kể lắm lắm luôn. Dân gian ta có câu, yêu thì phải nói, mà đói thì phải... chấm bà chấm, chuẩn không cần chỉnh các bạn nhỉ? Như làn gió xuân ấm áp, như một tổ ấm để chúng ngủ và như một mảnh đất lành, nên hàng nghìn doanh nghiệp Nhật theo dự án FDI đã dồn đến Việt Nam. Thích thì cứ yêu Việt Nam thôi, không hề khó nói đâu anh em nhỉ. Ngoài phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon và những bãi biển tuyệt vời hút du khách, thì Việt Nam còn như cục nam châm, thu hút tất cả sự quan tâm của đầu tư nước ngoài với vô số cơ hội kinh doanh, nguồn lực dồi dào, lực lượng lao động rẻ, vị trí chiến lược đối với Trung Quốc và môi trường kinh doanh thuận lợi. Đất nước mặt trời mọc là một trong những top đầu đang chạy xô để được đầu tư vào Việt Nam đấy các bạn ạ. Chỉ trong vòng một tháng, Nhật Bản đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam. Cụ thể, trong báo cáo về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 tháng năm 2022, tổng vốn đăng ký của Nhật Bản vào Việt Nam mới chỉ đạt 1,9 tỷ USD, xếp thứ 3 trên tổng các đối tác đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, trong báo cáo thêm đến tháng 10 thôi, tổng vốn đăng ký của Nhật Bản vào Việt Nam đã tăng lên mức 4,1 tỷ USD, vượt Hàn Quốc để đứng thứ 2 trên tổng số các đối tác đầu tư vào Việt Nam. Các bạn thấy khét lèn lẹt chưa? Ngay cả Hàn Quốc còn đang phải hít khói nữa là các nước khác nhỉ? Dòng vốn FDI từ Nhật vào Việt Nam có sự tăng trưởng tích cực, bất chấp những khó khăn về dịch bệnh, đã thể hiện niềm tin của doanh nghiệp FDI Nhật Bản và sức hút của thị trường Việt Nam. Anh em doanh nghiệp Nhật đánh giá Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc hình thành chuỗi cung ứng và nguồn nhân lực chất lượng cao với chi phí cạnh tranh, nên việc đầu tư của doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam tiếp tục mở rộng dù dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp. Theo Reuters, ông Kishida, Thủ tướng Nhật Bản đã nói như lời cam kết rằng chúng tôi sẽ tăng cường quan hệ song phương để đưa nền kinh tế của cả hai quốc gia trở lại con đường phục hồi rõ ràng sau đại dịch coronavirus. Như vậy, chỉ riêng trong tháng 10, vốn FDI đăng ký cấp mới từ Nhật Bản đã tăng hơn 2 tỷ USD, khiến quốc gia này trở thành đối tác với vốn đăng ký mới lớn nhất của Việt Nam rồi. Phải nói là rực rỡ và là thời cơ tuyệt vời cho cả người anh em Japan và cả Việt Nam. Đúng chuẩn kiểu anh Tuấn Hưng hát là nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường rồi. Hiện các dự án đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam tập trung vào 19 ngành, lĩnh vực, nhưng chủ yếu nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, lĩnh vực sản xuất phân phối điện đứng thứ 2, kế đến là kinh doanh bất động sản. Ngoài ra còn rất nhiều lĩnh vực khác như công nghệ, hàng hải, nhân lực, vân vân và vân vân luôn. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda đã nhấn mạnh tầm quan trọng thực sự rằng cho đến 5 hoặc 6 năm trước, mục đích đầu tư chính của Nhật Bản vào Việt Nam là thiết lập cơ sở xuất khẩu cho các công ty sản xuất. Kể từ đó, mục tiêu đầu tư đã thay đổi. Gần đây, mục tiêu chính của các khoản đầu tư là đáp ứng nhu cầu nội địa ngày càng tăng của Việt Nam đang mở rộng nhanh chóng. Một số dự án hot của nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam như dự án công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án thành phố thông minh ở Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, Thanh Hóa. Và nhiều thương hiệu Nhật Bản đã thành quen thân với người tiêu dùng Việt Nam như Canon, Panasonic, All Nippon Airways, Aeon, UFJ, NUFV, Mitsui & Company, Mitsubishi. Nhìn vào cả thế kỷ 21, quan hệ song phương giữa hai quốc gia ngày càng phát triển. Năm 2003, sáng kiến chung Việt Nam-Nhật-Bản ra đời nhằm cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Sau đó, năm 2006, tuyên bố chung hướng tới quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á đã được đưa ra. Tháng 12 năm 2008, Hiệp định Đối tác Kinh tế Song Phương đã được hoàn tất. Hơn nữa, tháng 3 năm 2014, lãnh đạo cấp cao của hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Đồng thời, cùng cam kết hợp tác chặt chẽ và sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa và trao đổi con người. Tại sao Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với Nhật Bản các bạn nhỉ? Có gì đâu, cả thế giới còn thích nữa là Nhật Bản. Con người Việt Nam nhiều năng lượng, học hỏi nhanh, chăm chỉ là điểm hấp dẫn đầu tiên đối với các doanh nghiệp Nhật. Người Nhật Bản nổi tiếng là nguyên tắc,
kỷ luật cao và họ thấy hợp với người Việt Nam khi làm việc. Ông Koji Takimoto, trưởng đại diện của Zetro tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng lao động Việt Nam còn rất trẻ và họ sẵn sàng học hỏi những kỹ năng mới. Trong khoảng một thập kỷ tới, với sự giúp đỡ của đầu tư Nhật Bản, tôi tin rằng Việt Nam có tiềm năng cạnh tranh với các nước phát triển hơn ở Đông Nam Á. Ngoài ra, Việt Nam có nhiều ưu thế cạnh tranh về nhân công, sự gần gũi về địa lý và ngày càng nhiều người Việt sinh sống, học tập và phát triển tại Nhật Bản cũng là cầu nối giữa hai nước. Trong tương lai, các doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch tiếp tục mở rộng kinh doanh tại thị trường đang phát triển của Việt Nam với các tiềm năng tăng cường chuỗi cung ứng cho các công ty toàn cầu. Bà Akira Kojika, người phát ngôn cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, cũng cam kết rằng chúng tôi sẽ tăng cường nỗ lực phát triển nguồn nhân lực ở cấp chính phủ, tổ chức và cá nhân. Với tầm nhìn vững chắc cho tương lai, Việt Nam đã tạo nền tảng cụ thể để phục hồi mạnh mẽ hơn vào năm 2023 với việc sửa đổi hàng loạt luật quan trọng giúp cải thiện môi trường kinh doanh. Bên cạnh mạng lưới thương mại tự do với EU, Vương quốc Anh và các nước ACEP, thúc đẩy thị trường hàng hóa của Nhật sản xuất tại Việt Nam lưu thông tốt. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định nhiều lần với 500 anh em thế giới rằng thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam, góp phần đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, chung tay, chung sức đồng lòng vì một trái đất bình yên và xanh, vì một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, không để ai lại phía sau. Sau khi ký công hàm trao đổi thiết lập quan hệ ngoại giao tại trụ sở phái đoàn thường trực Việt Nam ở Paris ngày 21 tháng 9 năm 1973, kể từ đó đến nay, mối tình 50 năm chuẩn bị kỷ niệm kim cương về quan hệ ngoại giao hai nước ngày càng chặt chẽ, gắn bó, mật thiết như tay nắm tay song hành đấy, các bạn ạ. Ngoài ra lĩnh vực đầu tư FDI, còn có rất nhiều yếu tố quan trọng khác liên kết, làm quan hệ Việt-Nhật luôn thân thiện, phát triển và chắc chắn khác nữa. Cơ bản là Việt Nam luôn có vị trí được coi trọng trong quan hệ đối ngoại của Nhật Bản, như kiểu theo cách vui anh chị em hay nói là được sủng ái. Tuy chẳng phải ái phi hay quý phi, nhưng là cái tầm chiến lược. Nhiều thủ tướng Nhật Bản chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên khi xuất ngoại sau khi nhậm chức, như cựu thủ tướng Shinzo Abe, thủ tướng Kishida Fumio. Và đến nay, xét về đối tác đầu tư, đã có 103 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2022. Sau người anh em Singapore dẫn đầu, thì Nhật Bản đứng thứ hai với hơn 4 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ đấy anh em ạ. Sau Nhật Bản, trong số các nhà đầu tư rót vốn nhiều nhất vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2022, Hàn Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký trên hơn 3,9 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Đan Mạch. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam đã tăng theo cấp số nhân trong 3 thập kỷ qua. Nhờ cải cách kinh tế và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam hiện được coi là một trong những nền kinh tế mở nhất châu Á về thu hút FDI nha. Phải nói là tỏa sáng để được yêu các bạn nhỉ. Công nhận là không sai, nếu ai đó yêu bạn thực sự thì khoảng cách không hề là trở ngại, mà nó còn là sức mạnh để nối lớn tình yêu của bạn mỗi ngày, chuẩn đét trên 500 anh em. Khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả, tứ giải giải huynh đệ nhỉ. Thế nên anh em đừng quên chia sẻ và subscribe kênh để chúng ta phát triển bền vững hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Tí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé!